đứng lên này. Bốn cái nào? Bốn cái xa. Bốn cái này nè, cái này nè. Bốn cái này nè. Nghe không? Chạy về làm hai chạy cho nó. Một, ba, ba. Hello, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì mình đi nhậu thì có bạn Nghi của mình. Nó cũng hay, nó cười, nó hay thách đố người ta lắm. Bây giờ anh sẽ thách đố em nói được mấy lần. Lộn gì đó mấy lần. Em nói lộn cái lời, anh lỡ cái lời lộn. Nói lại cái lời. Là coi như là em nói lỡ, em lỡ nói lộn cái lời cho em nói lại cái lời nói lộn. Em lỡ nói lộn cái lời cho em nói lại cái lời nói lộn. Hai lần thôi. Hai lần hả? Ừ. Em nói lộn cái lời cho em nói lại cái lời em nói lộn. Lần hai. Nhanh nào. Đây. Ông. Em lỡ nói lộn. Em lỡ nói lộn cái lời cho em nói lại cái lời em nói lộn thôi. Đừng có wow. Em nói lộn cái lời cho em nói lại cái lời em nói lộn. Em nói lộn cái lời cho em nói lại cái lời em nói lộn. Bắt con cọp, bỏ con cọp, bớ con cọp. Bắt con cọp, bỏ cọp, bớ con cọp. Cọp. Rồi giờ nói nè, bắt cọp, bỏ cọp, bớ con cọp, bắt cọp, bỏ cọp, bớ con cọp, bắt cọp, bỏ cọp, bớ con cọp, năm lần. Ông bớ con cọp gì đi? Ông bớ con cọp gì đi? Mai, mai. Dạ. Mai. Bắt con cọp, bỏ cọp, bớ con cọp, bớ con cọp, mày bớt con gì? Mẹ sao biết con cọp mày bớt con gì? Tụi chị bớt xong mất con cọp. Thôi bây giờ nói là nói theo nè. Nè, bắt con cọp, bỏ cọp, bớt con cọp nó. Thôi bớt cái đó được, bớt cái đi. Một giòn lỗ, hai lỗ giòn, ba giòn lỗ, bốn lỗ giòn, năm giòn lỗ, sáu lỗ giòn, bảy giòn lỗ, tám lỗ giòn, chín giòn lỗ, mười lỗ giòn. Hết bớt tới lỗ rồi. Ừ, mất. Bây giờ mày bớt hay mày lỗ? Em lộn thôi chứ em không có bớt. Bắt con cọp, bỏ cọp, bớt con cọp này. Gì? Bắt con cọp, bắt con cọp, bỏ cọp, bóp cọp, bóp cọp. Ai mà không biết nè, có nghĩa là mình bắt con cọp nè, mình bỏ cho cọp, mình bóp con cọp nè. Bóp luôn con cọp luôn. Ờ, bóp con cọp luôn, có chết luôn. Rồi, nè. Chịu bắt con cọp, bóp con cọp. Bóp con cọp. Ờ, nói lại. Con cọp. Bóp con cọp. Nói lại. Bóp con cọp. Bóp con cọp. Nói nhanh nha. Bắt cọp, bỏ cọp, bóp cọp. Tại vì cái câu đó nó chưa có đàn. Không, bóp nó là nói bình thường. Anh ơi, bóp giá trị. Còn nhớ luôn. Không nói chuyện này được. Bóp cái mình có con. Nè. Bóp con cọp, bỏ con cọp. Bóp cọp. Bóp con cọp luôn. Nó nói không nói được nhiều, nó quýnh mình hoài luôn. Nó nói không nói được nhiều, nó quýnh mình hoài luôn. Nói vậy nào bạn? Em muốn nói lộn cái lời trang nó để lại nó lộn. Ủa nè, bắt cọp bớt con cọp. Bắt con cọp bớt cọp. Bớt con cọp. Bớt con cọp. Hả? Một lúc nó nói bắt con cọp bớt cọp. Bắt con cọp. Bớt con cọp. Bắt con cọp bỏ cọp bốn cọp. Bắt khoai bắt con cọp. Bắt con cọp bốn cọp. Còn ai bắt con cọp hơn là bắt bốn con cọp. Bởi vì bắt bốp con cọp. Ông cứ bốp con cọp hoài mà nói con bắt thôi, con bắt bỏ con cọp. Bốp gì? Mày bốp con gì? Con bắt con cọp thôi. Bốp con gì? Không có bốp con nào cũng vậy. Bắt con cọp, bỏ con cọp, bốp con cọp. Ông nội phải bốp. Nè bắt cọp bỏ cặp bốp cặp bắt cặp bỏ cặp bốp cặp bỏ 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 cặp. Rồi sao? Bắt con gì? Bắt con cọp. Bỏ cọp. Thì bỏ con cọp. Bớt con cọp. Nó nhanh kìa. Không, con bớt không nổi đâu. Không bớt được. Bắt con cọp, bớt con cọp. Bắt cọp, bớt cọp, bắt cọp, bớt cọp, bớt cọp, bớt cọp. Nó bự, bớt không bớt nổi mà nổi. Mày
bắt con cọp, bắt con cọp. Dễ thương quá à. Dễ thương quá à. Bóp làm đứa tao búng gớt cái gì búng cây đó xì gì nè ông bóp một con ơi hai con một hai ba búng bốn hầu là có kinh nghiệm ơi có kinh nghiệm nè bây giờ có kinh nguyệt không như anh đây anh thử anh nhắm một con mắt anh đưa tay búng gớt rồi đưa tay búng liền búng gớt không búng ai gớt Bịt con mới bóng nổi. Má bịt con mới bóng nổi. Không có được, không có được. Dán tóc mà lên, bịt mới được. Trời ơi trời. Rồi, bịt đi. Bịt đi, bịt đi. Rồi, bút. Bịt 2 3 Đưa tay bút. Được. Sao muốn được ta? Bây giờ phải quay. Bây giờ tôi cho ông búng nè, đây. Đây, ông ngồi búng. Bây giờ thêm trái nữa nha, mà búng cái trái này nha, búng cái chân này nha, chứ không phải là búng cái chân kia nha, là búng chân này nè, búng đi, chân này nha, không có, búng nè, con búng lại nè. Nè đứng lên này. Búng cái nào? Búng cái này nè, nè. Búng cái này nè. Biết không? Tại vì làm hai chay cho nó. Ủa kìa em. Đúng rồi. Đi từ xa không được.